Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Anh né né cho cô chụp hình. Chúc mấy cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Lên luôn lên. Anh tài xế của mấy cô này rất là hài hước con cười đấy. Rồi con mấy cô nhiều sức khỏe à cô. Rồi có dịp mấy cô quay lại. Không quay này con. Á quay họ đưa mặt tôi vô đi. Có anh. Nãy giờ rồi, ta giới thiệu từ đầu tới đuôi rồi. Rồi bye bye anh luôn nha. À, thì có hai cô này cũng mới. Em chào mấy chị nha. Dạ em không biết nữa chị. Có ăn không? Nói chung là bọn em không quan tâm mà em không có biết. Chỉ biết nhà chị Hồng Loan thôi ạ. À. Nói gần gần ở đây nè. Nếu mà chị Hiếu Kỳ chị hỏi thăm cũng là chị. Chị tới cuối hẻm đó chị hỏi thăm. Giờ xong rồi. Nói chung là bọn em không quan tâm chị ơi. Dạ. Chỉ nói thẳng với là tụi em cũng không có quan tâm gì cái đó. Chắc bây giờ mà chị có đến là không có chỗ ngồi đâu. Ngà bán cả 600 tô luôn. Mà 600 tô không có ghế ngồi. Ghế ngồi không có luôn á. Ghế ngồi không có đó chị. Em chào hai chị đẹp nha. Thì anh em tụi em là nghe nói vậy thôi, đồn và đưa lên tin tức rồi mà. Có tin tức luôn mà. Cái gì 600 tô? Có nghĩa là 4 ngày 600 tô mà giờ hai chị gái này chứ định vô để cái tiệm bún bò cho biết. Cho nên mình không có biết. Nhưng mà nếu mà chị vô cái giờ không có ghế ngồi đó chị. Ngày 6-700 tô rồi mà sao ghế ngồi. Không được luôn á. Chặt đường đông quá, tại vì nếu mà 600 tô là rất là đông á, cái xe mà để ra tới ngoài giữa đường luôn á chị, đúng không chị? Đạo, nhưng mà chờ hai chị có dùng thử cái món đó bao giờ chưa hả? Chưa. Hai chị ở gần này không chị? Hai chị gái ở gần này không? Ở xa lắm. Ở xa đâu chị? Rồi bye bye nha. Mấy chị nha, cảm ơn mấy chị nha. Chị thì buổi sáng hôm nay thì mấy cô từ Vũng Tàu vừa đi xong thì có mấy cô này tiếp tục đến cô chú anh chị và các bạn. Em chào mấy cô xinh đẹp nha. Em xin chào chị. Đến ủng hộ Hồng Loan hả chị? Em chào anh. Dạ. Dạ. Tụi em đưa tin cho khán giả xem chị. Dạ em chào chị. Dạ em xin chào chị. Chào hai phòng nè, yêu thương Hồng Loan thì dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thì tụi em cũng vì yêu thương Hồng Loan em đến đây. Dạ đúng rồi, cũng vì bọn em cũng yêu thương chị Hồng Loan. À, chú bọn xe đây nè chú. À, có chú bưu vệ này cả nhà. À, chú bưu vệ lên đây để vào trong để mua đồ ủng hộ cho Loan cô chú chị. À, cả nhà. Vô.
chú ra. Cảm ơn chú nha. À, chú bố ân ninh bố mẹ của nhà đi lên để mua đồ ủng hộ Dạ Long buổi trưa ngày hôm nay. Ở phía trong thì có ba cô xinh, rất là xinh đẹp, đến từ thành phố mua đồ ủng hộ Dạ Long. Kiếm ghét lại em tắm cái nào anh cũng ghét được lại. Em cũng ghét mà. Em kiếm mấy phút. Bây giờ mấy chị gái này lên phía trên để thắp hương cho chú Năm cả nhà. Bé buồn mới là không có đi học không cả nhà, bé buồn bị ốm cả nhà. Rồi nói chung hồi tối anh Hải cũng chở bé buồn để đi khám cả nhà. Qua bé buồn mệt, mệt nhũn nhẽo, bé buồn khóc một chút. Mấy chị xin lỗi một tiếng, mấy chị với mấy cô già quá. Dạ cảm ơn chị nha, chị mua rất là nhiều đồ cho túi. Cảm ơn chị, mấy chị rất là nhiều. Chị Hồng Loan đi đóng phim rồi chị. Hải Phòng ủng hộ. Ủa Hải Phòng hả chị? Mấy chị ở từ Hải Phòng vào đây hay là mình ở gần đây? Anh em uống trà đá. Dạ em cảm ơn chị. Thay mặt các anh em cảm ơn. Quỳnh Đối chị gái cho bọn em hai anh em là 100.000 để uống nước ngọt. Cảm ơn chị rất nhiều nha. Tại vì mấy chị hôm nay đến thì Hồng Loan đi đóng MV rồi không có nhà. Nếu mà Hồng Loan về chiều tối mới về. Nếu mà chị chưa về Hải Phòng còn chơi thì hôm nào chị ghé tầm khoảng 8 giờ chiều hả? Tưởng là Hồng Loan có nhà thì đến chơi thôi. Dạ. Vậy chiều chị quay lại đi, khoảng 8 rưỡi có Hồng Loan ở nhà rồi. Dạ, 8 rưỡi tối hả chị? Dạ, dạ. Dạ, dạ, cảm ơn chị nha. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Cảm ơn anh trai. Đó thì mấy chị từ Hải Phòng vô thôi cô chú anh chị. À, thôi, tình bơ miền cũng cái clip ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo nha.